Em gái, có phải chị gói tóc bạc không em? Đúng không em? Đúng chị, một cộng. Bỏ mẹ rồi. Nhổ không? Nhổ đi em. Sao mà chưa, chồng mới đi có một ngày mà đã tóc bạc trắng đầu. Đúng không em? Dù giùm chị. Trời ơi, ta tưởng nó quay gì khủng khiếp lắm. Mày quay lấy 4-5 giây mà nó huy động mấy trăm con người. Hai trăm khán giả hả? Trời thần! Chẳng thấy một chim, một nhóm một kia hả? Tao từ một đen đen đến là quay tia chớp. Còn 200 khán giả cũng quay bên đây nữa. Cái gì thằng Tiến nó thuê 200 khán giả? Nghe nói vậy á. Trời thần thiên địa. Mà chỉ quay lấy 45 giây. 200 khán giả là quay buổi chiều. Chưa đến. Em nghe thấy không? Nó quay có 45 giây thôi, nó huy động từng ngày con người. U là trời. Tao vừa mới đớp một tô mì tôm. Mà sao bảo được? Một tô mì tôm, Ân ăn một tô. Ân mày ăn một tô đúng không Ân? Đúng rồi, sang nhận. Ân chưa người yêu nhá, em người yêu chưa? Nhá. Tao đâu, mày biết anh Ân nhưng mà mày chưa hề biết nó là trai. Em tao nó trai. Nhưng mà mày không phải vu mày đâu. Gì em có nói gì đâu. Thế là nó quay tao có thoại không nhỉ? Bà mày thiên địa. Hôm nay đi làm nền chúng mày ơi. Nó bảo nó trả tiền cắt xê cho tao đủ tiền tao đi nhậu tối nay. Ê, nó mượn con xe mẹ, à con Audi đấy. Tao nghi nó mua hay sao ấy. Tao nghi nó mua con Audi đấy. Không ai chất chơi như nó cả. Trang hơn vừa rồi em đi diễn Facebook Week mấy số? Dạ. Hôm vừa rồi diễn Facebook Week mấy số? Đáng lẽ ra em phải thuê chị làm trợ lý. Chị cầm đồ ra, chị mang theo cái dù, chị thay đồ cho em. Kiếm tiền về làm đồi lẩu. Em vẫn chưa kịp đi ăn lẩu ấy chị ơi. Ngồi nha, bắt đầu xe lại này này. Để tính tuần này mình đi ăn vịt đi, chị biết một quán vịt. Vịt Hà Nội nhà mình đấy. Vịt kiểu Hà Nội nhá. Ngay quận 1 ngon đỉnh cao, tao mới ăn 3 lần thôi. Vịt Nga thì nhiều quán lắm. Nhưng mà vịt. Chào bà Tết đi Lê. Hôm qua khi tôi đưa chồng tôi ra sân bay bà, tôi bấm vào cái phần ngày này năm xưa. Đấy, tôi thấy hình sinh nhật chị Trương Ngọc Ánh ở Xin Lao. Và tôi thấy bức hình bà với bà Lý Quý Khánh đi sinh nhật rất chia đẹp. Ngày đấy chúng mình gầy, bây giờ ai cũng chúng mình cũng lên khoảng chục cân thịt. Bảy vòng chào các em. Chồng em này bảy vòng. Chồng em trong mơ này. Chồng em trong mơ này. Đây. Đây là em trai của tao chưa người yêu. Đó. Chào anh Dương Hoàng, chuẩn bị đi Hà Nội nhậu vài ngày đây. Trang gầy kìa, mặc đồ ai vậy? À, tao nhìn tao biết đồ này nhà ai rồi. Cái chất liệu này tao giờ thấy giống nhà gì mà chúng mày diễn hôm gì đấy. Linh gì đấy. Sau này nhiều quá làm không kịp cho bà cái bà giận luôn rồi. Mày make up cho bà ánh ngày xưa hả?
Tối nay cô lịch họp lớp không chị? Họp lớp để tính xem mà có bao nhiêu cạ nhậu đấy nha, bảy nha. Nhưng hôm nay Kiến nó thi, hôm nay Kiến nó đi thi văn nghệ. Kiến đi thi văn nghệ em ạ. Ừ. Đêm qua cũng nói là một kỳ đà cản mũi. Ê, chị không thể tin được rồi, nó quay 45 giây rồi nó dựng như này đấy em ạ. Không thể tin nổi, nó quay 45 giây mà huy động mấy chục con người để ngồi. À không, chị không phải đi diễn, chị làm nền em ạ. Không, chị đi làm khán giả bách sao. Bách sao, nghe ghê chưa? Thế mà chào Huy Trần, thế mà nó bảo là đến đây quay talk show. Mẹ, tao được talk show, talk đồng talk. Sao này mày mặc cái áo Mr. Bean đâu ra đấy? Gái trò á? Mày nói to to lên xem con Trang vào mày rơi mẹ em răng không? Gái trò. Trang ơi, gái trò nó áo kìa. Bây giờ cái tóc thật tóc giả chị hơi nhạt vào lời chia tay nhỉ. Nhưng chắc đéo sao đâu, làm background mà lo đéo gì. Mày cười cái gì? Em có biết là nó trợ lý gọi chị. Alo chị Trang ơi, anh Tiến có một cái buổi quay về bộ phim Hạnh Phúc Máu à, mọi người sẽ ngồi trả lời để à, tao tưởng quay talk show. Sao mà may ma bộ vết. Hôm trước em cũng tưởng talk show. Tôi tưởng là sẽ nói về. Tao tưởng nói đêm hôm qua tao sẽ hồi tưởng về những cảnh quay để tao tưởng rằng phỏng vấn tao. Lúc quay Hạnh Phúc Máu anh tiếc chứ. Thì thấy cái set tao chuẩn chưa? Có, tao nghĩ nó sẽ quay lại cái đại cảnh ngồi ăn tiệc. Và cái đại cảnh đấy tao chỉ có bị câm mồm thôi. Cả phim câm mồm. Chỉ có một mình bà Trác Thị Miêu nói. Bây giờ bà ở đâu rồi? Có. Trời ơi, tao nói nó quay cái đại cảnh là tất cả các diễn viên sẽ ngồi trên bàn và câm mồm. Kỳ vậy? Nó gọi chúng mình làm cái gì nhỉ? Trong khi mà nó có thể tự cắt ở cái phim ra cho đỡ tốn kém. Nhìn bàn tay make up mạnh dạn đoán bo men Rory Monchon. Lương Thanh Hiền. Người con gái make up mà cái khẩu trang che không hết mặt. Cảnh ăn là mày mặc cái bộ đồ mày sắp chết đó. Trời ơi, nhìn bàn tay mạnh dạn đoán thấy kinh thật. Mày ngủ với nó chưa? Chưa, trời ơi, em sẽ ngủ với bà được. Hiền ơi, mày ngủ với nó hả? Sao mày nhận ra hay vậy? Trời ơi, Teddy Lê ơi. À không những là bọn diễn viên mà tao làm background cho nó nhá. Mà hiện tại đang có The Lưu Men Thùa Top 3 cũng làm background cho nó. Rồi M2IQ gì đó. Rồi. Xong rồi là Gentleman à, nó gọi đủ. Nó gọi đủ. Nó gọi đủ mọi người luôn. Cái gì Đoàn Bảo Ân, hello chị, mẹ mày ngồi đây thằng này bị thủ dâm tinh thần rồi. Nó ngồi yên đây nó còn hello chị. Tối nay nhậu không? Chả nhẽ tối nay nhậu thì hơi vô duyên em ạ. Chồng vừa mới ra, vừa bay còn chưa đáp về Mỹ, mình lại đi nhậu rồi thì hơi kỳ. Để cô giám thị lên lịch. Đấy, ta khổ, nó sống nó nhậu không chết. Và chúng ta đang đến với phần tạo dáng của stylist triệu đô như Oni. Stylist triệu đô với thân hình đồng hồ cát. Nhưng hiện tại em đã bỏ người yêu cũ chưa? Dạ, em bỏ rồi chị. Con Trang phụ stylist nó ăn mặc gấu lắm các bạn. Chưa người yêu nha. Ở đây đội ế không ấy. Mày cười cái gì không đúng à? Ở đây toàn ế đấy. Tao thấy ai xung quanh tao cái năng lượng rất tiêu cực. Ế. Tại tao không cho đứa nào ở cạnh tao mà có người yêu cả.
nó có người yêu mà mẹ ai đi nhậu với mình. Rồi đến khi nào mà chúng cãi nhau chia tay, nó sẽ gọi chị Trang, anh Trang. Ồ má ra ngồi nhậu nửa đường là trời ơi em lại làm lành rồi, em không thể quên được con cu đấy. Nên sao lại tao không nhậu con gái này thế đấy mày ạ? Tao ghét nhậu với đàn bà lắm. Nhậu được nửa đường đi về, chơi với bọn đàn bà chỉ ăn sinh tố với cả ăn bún ăn bít rồi về. Nhậu với bọn đàn bà là không được. Sao mày đánh tao đen cho đấy thế? Chị ơi, bà xem anh Ân chọc gái trong hậu trường, chị kể em nghe nhé. Thằng bầy bong nó bảo là xem mày chọc gái trong hậu trường. Chọc như nào? Ân ngày xưa đã chết rồi. Hiện giờ Ân mà đi cưa gái, Ân không có chọc. Trời, tôi cũng mong ước là ngồi vào xếp quay lẹ lẹ đi về. Hôm nay con tôi biểu diễn văn nghệ. Nhiều khi nghĩ không cần make up luôn đi em ạ. Mẹ nó quay cô chưa biết là 45 giây được chám cái mặt chị vào không. Hôm nay phải ghi nhớ thằng Tiến cái cảnh này. Em nghĩ nó có 45 giây trong khi nó mời cả The Lee Mental hot như vậy, xong nó MIQ hot như vậy, xong rồi diễn viên đấy, xong rồi có chám cái mặt của tao không, nó gọi tao đến đây chơi. Cũng phải lấp lắm đằng xa chứ chị. Mẹ lấp có đằng xa trang điểm làm cái gì, mất công vì tẩy trang quá khổ rồi. Ôi bảy bà ơi, cái bọn ngáo mà mày ngày cầu hồn cho chúng mới ngồi táp mình đi. Như Vũ dậy rồi ư? Ừ, Như Vũ thả tim rồi kìa Ân. Trời ơi Như Vũ ơi, mày làm cái gì mà dậy sớm dữ vậy trời. Hôm nay tôi kể các bạn nghe, tôi đi quay cái này cho thằng Tiến, xong tôi make up như thế này, xong tí nữa tao về tao đi hội phụ huynh hỗ trợ các con biểu diễn văn nghệ. Xong có những mấy má thối mồm mà ghét, hiểu không, mà bảo mình là làm lố đủ má. Nó đi dòng mà làm lố. Ừ, nó bảo là hôm nay con biểu diễn mà con mẹ trang điểm làm tóc thấy ghê. Khổ lắm mấy bà, tôi cũng khổ sở lắm. Nó là cái thế nhá. Nè, tôi đã chọn một đôi dép Lào, tôi đi lẹt xoẹt. Trời ơi, gặp phụ huynh chấn động cái gì. Ý là nhiều người, ví dụ như phụ huynh lớp tôi ấy, thì người ta đã quá quen tôi rồi. Có ngày tôi đi sự kiện, tôi đến đón con Kiến, hoặc là tôi đi chụp hình chụp đầu thì cũng ăn mặc cũng chụp hình này kia. Nhưng mà hôm nay là một ngày là các khối biểu diễn văn nghệ 20 tháng 11, người ta tưởng tôi làm lố các má, hiểu không. Nó tình ngay lý gian đấy. Xong rồi nhiều khi cũng nhiều con Atifan nó ghét, phụ huynh nó ghét nữa. Nó chụp hình bảo con đĩ này già rồi còn làm lố, con biểu diễn chụp make up làm tóc lồng lộn, làm khổ. Kệ mẹ chứ con đi, miệng đời. Cái con Kim Thiện này mặt nó không được hồng lắm đâu em ạ. Hôm nay em phủ rồi hết rồi chị. Em chưa phủ phấn. Đây là cách make up đánh nền xong mà đánh phấn luôn nha.
Thằng Ân ơi mặc 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 như kiểu là công tử Bạc Liêu ấy. Em à? Ừ. Chào Tú. Trời, hôm qua đúng ngày chị không đi nhậu em ạ. Các anh giao thông gọi chị lại. Cô gái vàng trong làng ăn nhậu. Hôm qua đưa chồng ra sân bay trở về nước. Cô gái vàng trong làng ăn nhậu. Trên đường về phóng tốc độ 50 cây số một giờ. Các anh giao thông phi theo kiểm tra nồng độ cồn. Ai gọi tao? À cô, con chào má. Ông ơi, sao má mặc bộ đồ đẹp dữ vậy? Đẹp quá hả? Bộ đồ ấy đẹp quá hả? Thế là bảo tao thổi nồng độ cồn mà là em bảo là các anh ơi, em là một con người tuân thủ pháp luật. Em đã em thượng tôn pháp luật lắm, em đi nhậu đi xe ôm không mà. Đó, stylist đó. Ăn mặc kìa. Này, Như ơi, cuộc đời ấy, may mà chỉ cho mày 1m6 mấy. Chứ cho mày 1m7 mấy như tao chắc cái showbiz này là chấn động. Ba giờ phải đi rồi. Dạ, ba giờ. Chào con, lát phim mới đang đợi. Ba giờ đi hết. Trả lại cho mấy cục này. Con nghĩ là ai làm cho cô Sung thì chụp cái rắc co cũng cho cô lại nhé. Đừng. Nè, nó quay đầu mà. Dạ. Ngày này của 3 năm trước là ngày mà idol của tao cầu hôn Hùng Ngọc Hà. Thì đấy là kỷ niệm 3 năm đây. Ngày cái clip mà bà cầu ông cứu lý cầu hôn bà ấy, má ta xem 4 lần, khóc quá trời quá đất. Lâu nó có cái tóc trắng, tóc bạc, tại tóc ngứa. Tại tóc chỉ tóc ngang cái tí nữa mà em. Dạ. Em nối con quỷ kia vào, nó nhạc vào lời chia tay lắm nha Romy nhá. Mình có hết cả nhà rồi thì chúng mình đều là background cho nó đấy mẹ. Nó nói với mẹ là hôm nay mẹ đến đây làm gì? Là chúng ta chỉ ngồi ăn bàn tiệc lại và làm background cho nó thôi đấy. Vâng. Mà nó hoành tráng vậy đó mẹ. Mẹ không cần đọc kịch bản đâu, con sẽ nói báo với mẹ luôn. Total những người có mặt ở đây chỉ xuất hiện 45 giây giới thiệu về những hành trình đi qua của hắn thôi. Chỉ 45 giây. Chỉ 45 giây mẹ nhé, mẹ chia đi. Ba đứa cao nhất của Gentleman, ba đứa cao nhất của MIQ, ba đứa cao nhất của Supermentor và dàn gia đình mình. Thì mẹ nghĩ xem 45 giây chia đều cho chúng ta thì mỗi đứa được mấy giây. Mà nó bắt chúng ta đến đây ngồi. Nhưng mà vấn đề là không thể khiếu mẹ được. Bởi vì mẹ luôn ở center. Có thể một đứa khác giả dạng con quay mặt đi được, chứ còn mẹ là không thể nào giả được. À nó làm hết đó mẹ. Cái cảnh đại cảnh bao nhiêu xong một tí nữa con lấy con mấy con cua về con ăn luôn. Có bà Miu luôn. Có bà Miu luôn.
À nhưng không, mấy giây này không được nói cái gì em nhé, Đạt nhé. Em không biết đâu, nó vác một con Audi và nó tạo ra một cái bể nước ngoài kia kìa, gớm mặt lắm. Thấy độ chịu chơi của em tôi chưa? Tuyết kênh em make up đi. Có được chống make up cho em luôn đi. Trời ơi, make up cho Tuyết kênh đi. Còn vào sách càng nhanh càng tốt, còn đi về. 45 giây chúng mình ăn uống được cái gì đâu em. Thật sự 45 giây chỉ để nhìn nhau thôi. Chưa gắp đường nữa hả? Trong khi nó chỉ, đúng không? Trong khi là nam 1m69 làm người mẫu được không chị? Thôi em, ở nhà đi. Ngủ ngủ ngủ. Thằng Ân đây này, đứng với cao thòng lọng đây, còn ngồi yên đây này, làm diễn viên đây này. Em đổi câu hỏi được không em? 1m69 thua chị, em định làm đóng được vị trí con trai chị à? Trời ơi, bảo con trai chị đã 1m76 rồi đấy con ạ. À, em ạ. À, mẹ ơi, 45 giây là mẹ ơi, mẹ phải nhớ này. Ba thằng top 3 của Gentleman, ba đứa top 3 của Mid NIQ gì đấy, ừ. Rồi ba đứa top 3 của The Lee Mentor là 9 đứa rồi. Nhà mình tổng cộng là ra phải thì mình là hai vợ chồng con. Con Quyên là 3, mẹ là 4, bà Miu là 5, à, thằng Tài là 6. Thế nhà mình có 6 người, 9 với 6 là 15 người. 15 người mà chia cho 45 giây thì mỗi đứa chúng mình chỉ được 5 giây thôi mày ạ. Ui giời ơi. 5 giây nữa. Không, mỗi đứa được 3 giây bởi vì là còn lại nó sẽ chám cái Audi. Chám cái Audi, chám cái con bướm ngoài kia kìa. Chám cái sân khấu của nó và cái bàn ăn. Gà rang ngon nha mẹ. Gà rang rất ngon. Con nói mẹ nghe sau này nhá, riêng về cự ly gần ấy, không ai gần thằng Tiến bằng con. Nó chuyển về Cao Bá Nhạc cạnh nhà con. Úi giời. Nó mua có 2 căn nhà đấy, nó hỏi con rằng là cái căn số 3 nó định mua thì làm sao để tống cổ cái chủ nhà đấy đi, để bán đất đấy cho nó. Cái nhà chung cư nó để làm nơi nhậu nhẹt đâu. Còn đâu là mua 2 cái căn Cao Bá Nhạc, quá nhiều tiền. Nó bảo là bây giờ con đi tìm chủ nhà của cái nhà số 3 ấy, để nó đập 3 căn thông ấy. Nó bảo là em giao chị cái job này, đưa chị từng đây tiền để chị làm sao để chủ nhà quyết định bán cho em đi. U là trời. To lắm mẹ. Đi rồi Khuyên. Chồng chị đi đêm qua. Bay rồi. Và chị đang lên kế hoạch nhậu nhẹt. Nhưng mà chị cũng phải giữ đạo lý của một người vợ. Để chồng đáp ở Mỹ an toàn đó. Về nhà xong rồi mai chị mới nhậu. Chứ hôm nay chị đi nhậu thì có vẻ hơi vô duyên. Con nói mẹ nghe này, cuộc sống con không có bia rượu người nó cũng buồn buồn. Hôm nay mẹ quay phim bên đấy hay là mẹ quay game show? Dạ. Con thấy không bao giờ mẹ có ngày nghỉ luôn nha mẹ.
Bà già đi bụi à? Ui dồi, giết chó khiếp, sợ thế. Trang ơi, dạ? Bao giờ em cưới để chị biết đây? Em đủ tiền tiết kiệm tiền cưới. Hay tao cho mày vay đi. Ôi, thị trường 3 phân, tao cho mày vay 1 phân thôi. Không được đâu mọi người ơi, thả nợ. Thả nợ ân tình còn hơn nợ tiền. Mày ngu lắm. Mày thả nợ tiền đừng nợ ân tình, là ân tình cả đời không trả được. Mày phải tin chị. Mình còn chơi với nhau lâu được, chứ nợ tiền là mình trả phát là hết luôn. Phải nó ngu đâu chị. Là sao? Nó thương hơn mình đó. Nó nợ chứ nó đâu có trả đâu. À, chứ là nợ tình nó đâu có gì. Em nợ em còn chơi với mọi người chứ, hết nợ mọi người thì chơi với em thì sao? Thôi em ơi, em nợ tiền ra đòi em bị bóc phốt, nợ tình nó qua bóc phốt đâu chị. Chọn nợ tình cái gì? Tao nghe thằng Sơn nó bảo rồi, đi học đạo học điếc rồi. Sắp vào dọ rồi. Nó đã khai hết rồi. Thề luôn là tôi để tóc dài tôi nhìn không quen các bác. Con được cái ơn rời đấy. Nuôi được cái tóc dài ra này là chồng con mừng lắm. Vậy mà đêm hôm qua con đã mạo muội nghĩ đến chuyện là con đi cắt tóc. Tại vì con thấy cái thằng cắt tóc ngắn chứ, nó hay, nó viết cái sơ đế tước này này. Đang cần một mẫu cắt tóc ngắn phờ ri. Định đi hạ luôn. Chào anh Lê Hoàng Long ở nước Mỹ xa xôi. Anh ơi, Tết anh về ngày nào đây để em biết, để em còn sắp cái lịch để em ở lại Việt Nam đón anh. Chứ không là em sắp lịch em đi du lịch. Trời ơi, đang có nhu cầu tìm đi Tây Tạng đấy. Để cho bà Bành Thị Tũng mà đi Tây Tạng đây. À, bà hết đau chân rồi nhé. À, hôm rồi bà ấy, bà tranh thủ chồng tao về, bà cũng đi vào để bà khước từ tài sản luôn, kinh chứ. Wow, ok anh mình, tối 31 tháng 1 chốt lịch. Anh về bao nhiêu ngày ạ? Để em biết. Ba mươi tháng một rồi bao nhiêu Tết nhỉ? 12 mới Tết à? À, thế là anh về trước Tết. Thế là anh về ăn Tết phải không? Chết rồi, thế năm nay em ăn Tết Đà Nẵng đi. Là chuẩn bị tụ tập chị em BD Đà Nẵng à? 5 tuần 31 tháng 1, thế là anh sẽ làm về. Anh sẽ về đến 31 tháng 1 đến 31, 28 tháng 2 là một tháng. Trong phim chị có dáng mi không chị? Trong phim á? Dạ. Dáng cái mi mỏng. Nhưng mà chị không cần nghĩ, không cần dán, không đéo nhìn thấy mi đâu em ạ. Em đừng có tốn kém làm gì, tối chị về chị mất công, chị mắc mascara tẩy trang. Em cứ kẹp lên cái chứ còn chị nghĩ là nó cũng lướt qua đời chị thôi. Mày... Không em ơi. Cảnh chính, riêng cái cảnh chị đã thấy dựng cái bàn tiệc là chị quay má. Với cả bà chắc thì biêu thôi, bọn tao làm nền. Ok anh, 31 tháng 1 với 11 tháng 3 em sẽ lốc lịch ở Việt Nam. Tao lại mày. Nó là mi đủ vô mới cho mẹ. Trời ơi. Con đi diễn văn nghệ mà con mẹ trang điểm giữ thần thì trời. Trời ơi.
Bà Kiến hình như là bà có khả năng diễn xuất ấy chúng mày ơi. Chúng mày xem clip hôm qua 5 phút chưa? Nó hát cái bài mà chia tay ấy. Nó hát cái bài gì ấy nhỉ? Xong rồi bảo là nhìn mặt nào đi, xong rồi vật mặt thằng yêu ra, trời ơi ta nói. Con gắn phím giả mà Thoa ơi. Một phút bán em. Ân đẹp trai, trời ơi. Thủy Thu Phạm lại đây. Ân đẹp trai chưa người yêu em ơi, em có chồng chưa? Nếu có chồng người có thể bỏ chồng, em chị đang độc thân. Em trai chị đang độc thân, mày có thể bỏ chồng yêu em chị được không? 1m83. Nó đang run đấy, run đầu gối kìa, bất bình tĩnh. Nó đang run đầu gối là bất bình tĩnh. Thu Thủy Phạm, hình ảnh avatar hơi dường chiếu nhá. Trời ơi, dòm à. Avatar váy ngủ hồng sexy hơi dường chiếu. Ai mày make up cho mày cứ đeo khẩu trang sao mày nhớ ra mày. Khi nào mày có thân hình phì nhiêu như cô này nhá, thì mày không cần phải đeo khẩu trang, người ta vẫn nhớ mày. Cái tai là biết rồi đó. Cái tay múc múc, tay múc múc. Trời ơi ta nói. Rồi bây giờ cô mua gì về đúng không? Mua gì bà? Dạ mua cái gì ấy đúng. Chị đã tự bỏ 146.000 uống 3 ly nước ổi, 3 ly cà phê và 2 bát mì tôm rồi em. Em báo kế toán chuyển lại cho chị 146.000. Tao chê ơi mà. Không, tao cứ báo thằng Tín kệ nó chuyển nhiều tùy tâm, tình chị em bền lâu cũng là tiền đấy chứ. Dạo này gặp thằng Tiến khó lắm em ạ. Từ ngày đến đi mental xong mà không thấy tình cảm chị em đi lên tí nào cả. Rồi. Rồi sao mày chọc vào mắt tao rồi. Thế luôn. Để tóc dài cho mà không quen các bác. Nhìn cái tóc gì? Cái gì? Giờ nó chốc. Nó gì? Nó chốc. Ừ, nói chung là chị thích tóc ngắn em ạ. Chị thích gối cua. Nhìn tóc dài giống cái. Mẹ thằng này nó bảo mình giống con gái. Nói chung là khi mà tôi để tóc dài trông tôi rất tự kinh. Trông rất tự kinh. Chị mặc váy không? Không mặc váy đâu má. Chết rồi. Nhân vật trong này. Chồng này là con gái luôn. Con gái không dám chửi chồng luôn đấy. Chồng đi ngoại tình. Ở kỳ ha. Con gái ngang luôn. Không này, không kia.
Hôm rồi con mà cũng đi xem phim Người Vợ Cuối Cùng đúng không mẹ nhỉ? Hay mẹ nhỉ? Con xem phim con thích quá trời luôn. Chào Đặng Thạnh Đạt, ông trùm nước hoa. À Đạt ơi, mùng 10 tháng 12 chạy giải Techcombank, mày đi với bọn chị không nào? Mà sao chị đi chạy hoài mà ba két bia ở trên bụng ấy nhỉ? Đi chạy ông Đạt ơi. Thật sự nếu như hôm nay mà chị không mang bộ tóc thì chúng mày sẽ làm thế nào? Hôm nay nếu như chị không mang mấy phím giả thì chúng mày sẽ làm thế nào? Chị xếp tóc rồi hả? Xếp tóc á? Tụi em xếp tóc nhẹ thêm rồi. Sao chúng mày không mang đi từ đầu mà chúng mày? Không biết tóc chị cũng ngắn dài á. Xem lịch sớm đi Đạt ơi. Bởi vì là mua VIP bây giờ là 800.000. Em đợi 2 tuần nữa VIP nó lên là 900 triệu. Mua VIP càng sớm thì giá càng mềm. Nhưng mà giải này á, giải này sẽ có tài trợ. Giải này sẽ có kem chống nắng, có các thứ tài trợ nhiều hơn số tiền mình bỏ ra mua VIP. Ê thằng Tài đến chưa? Hôm nay không vẽ sợi bởi vì là cái nhân vật trong phim là cái thời ơ kìa. Cái thời khuất núi khoảng 3 kíp rồi nên là người ta tán bột thôi. Còn vẽ sợi mỗi ngày là gì? Đi làm yêu tinh. Cái nhân vật đấy ấy, tóc bên này để rất ít. Tất cả tóc cái phím nó cũng phải sang bên này nhiều hơn.
nên là em sẽ gắn nút cái phím bên này ha. Em chào chị Tố Quyên. Để em đi đến lớp. Hôm em đi quay background. Hôm em đi quay background cho Dược Sĩ Tiến. Để tí em ra em hỏi nó. Xong một nút tí nữa đây, tí nữa xong hết thì dặn đánh. Nhớ chị ăn uống cái gì. Đây chị mới được không? Đó, đây mới được mà.